chào tất cả các anh các chị đang dừng lại bởi Facebook và đến với livestream bên em nhá. Chiếu nhựa là một vật không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam đấy. Trên tay em đang cầm là một chiếc chiếu nhựa nhá. Chiếu nhựa Thái Bình là một chiếc chiếu này mông làm bằng nhựa, các nhựa PVC dạng sợi ống được đan xen lại với nhau. Các anh chị nhìn rõ cho em nhá. Đấy ạ, dạng sợi nhựa PVC được đan xen lại với nhau nhá. Đấy, tạo sự bền đẹp và dẻo dai cho chiếc chiếu này, dùng xong mình có thể gấp gọn được cho em nhá. Chiếu này là chiếu dùng xong gấp gọn là mình có thể sử dụng được hai mặt. Chiếu nhựa Thái Bình bên em gồm rất dày dặn này, chiếu có hai mặt đều như nhau, hai mặt đều có thể sử dụng được cho em nhá. Chiếu làm được bằng nhựa mềm dẻo dai, chúng ta được có thể nằm này, đan móc lại với nhau cực kỳ chắc chắn luôn. Chiếu nhựa đặc biệt của nó là không ở mốc, dễ lau chùi, giặt rất nhanh khô cho em nhá. Chiếu nó có thể thay thế cho chiếu gói hoàn toàn luôn. Bây giờ có thể thay thế cho chiếu gói hoàn toàn luôn đấy ạ. Cái tiện lợi của nó là dùng xong mình có thể gấp gọn cho em nhá. Đấy ạ, chiếu cực kỳ mềm mại luôn, gấp đôi nhỏ gọn. Và đặc biệt mua hàng bên em là được mua hàng chính hãng, xuất xứ rõ ràng và giá thì giá tần xướng, không qua trung gian. Đấy, và bên em đặc biệt có hai loại. Hôm nay đến với cái livestream này thì em giới thiệu cho các bác hai loại chiếu. Một là chiếu loại 1 này, 1m6 dài 2m. Hôm nay bên em xả kho chỉ có 199.000 chiếc. Và em miễn ship tận nhà nhá. Mua hai chiếc em miễn ship tận nhà, 199k hai chiếc cho em. Và loại thứ hai hôm nay em xả cho các anh các chị là loại dài 4m. Dài 4m bên em là có thể ngồi được 3 mông cổ cho em nhá. Các anh chị có thể ngồi được 3 mông cổ cho em. Cái loại này dài lắm các bạn, dài lắm các bác ơi. Ngồi được 3 mông cổ mà các bác trải một chiếc này là rộng 1m8, dài 4m. Nó có thể kín cả cái sân cái nhà nhà bác luôn đấy ạ. Dài cực kỳ là dài luôn nhá. Đấy, đấy, dài quá em không thể gấp được, mà một chiếc chiếu này những gần 4kg cơ. Và tiền ship thì rất cao, nhưng mà bên em đã hỗ trợ cho các bác là miễn ship tận nhà nhá. Bác nào đặt hàng để lại số điện thoại cho em. Chiếu nhựa dài 4m nhá, dài 4m rộng 1m8 cho em này, dài 4m rộng 1m8. Hôm nay trong livestream này em xả là 199.000 miễn ship ạ. 199.000 miễn ship tận nhà. Các bác có thể mua một chiếc dài 4m hoặc là mua hai chiếc, mỗi chiếc dài 2m cho em ạ. Mua một chiếc hoặc là mua hai chiếc nhá. Mua hai chiếc thì là chiếu đơn, mà mua một chiếc thì là một chiếu dài. Chiếu dài 4m cho em nhá. Lý do chọn hàng bên em ạ. Hàng chính hãng, xuất xứ rõ ràng, không qua một trung gian nào hết ạ. Không qua một trung gian nào hết nhá. Ship hàng tận nhà, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán cho em. Và đặc biệt cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên tư vấn 24/24 giờ. Em cho các bác nhìn rõ này, nhìn rõ cực kỳ luôn, từ nét nhựa đường cong buổi trí cực kỳ chuẩn luôn cho em nhá. Chiếu giặt thoải mái, mình có thể mang đi chơi hay nhà có rỗ có chạp hay ngày Tết ngày nhất. Đặc biệt Tết Nguyên đán sắp đến gần rồi, mỗi bác nên sắm một hai chiếc này, thậm chí mua làm quà biếu cho ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác đi quê cũng được cho em luôn này. Dài 4m, nhà có công có việc các bác ngồi thoải mái cho em. Chỉ có 200.000 một chiếc, bên em miễn ship tận nhà. Các bác có biết một chiếc chiếu như thế này vừa to vừa cồng kềnh nhá. Đây là một chiếc dài 4m cho em, nhưng các bác nhìn cực kỳ luôn, ôm rất đầm tay luôn, nặng gần 4kg. Bên em ship phải mất 50 mấy nghìn thì em miễn ship cho các bác luôn. Hôm nay sau lũ rộng kho xả luôn cho các bác nhìn này, xả một kho luôn, kho ngút ngàn luôn. Nên bên em hôm nay xả cho các bác luôn nhá. Xả chỉ có 199.000 miễn ship tận nhà luôn đấy ạ. Đấy, các bác có thể chọn một chiếc dài hoặc là hai chiếc ngắn. Một chiếc dài hoặc hai chiếc ngắn. Hai chiếc ngắn thì cũng 4m mà cộng lại cũng 4m, mà một chiếc dài cũng là 4m. Nhưng các bác lấy loại nào cũng được cho em nhá. Để lại số điện thoại bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn, đúng không ạ? Để lại số điện thoại bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho các bác nhá. Đấy, thật không thể tuyệt vời hơn khi mỗi nhà phải dùng một chiếc chiếu này luôn nhá. Mình có thể dùng làm quà biếu, dùng làm quà tặng các cô dì chú bác nhá, đi nội đi ngoại nhá. Nhà có không có việc dùng một chiếc dài thoải mái luôn cho em đấy ạ. Đấy, các bác nhìn gần này, nhìn gần đấy ạ. Nhựa là dạng nhựa ống đan xen lại với nhau, thay hoàn toàn chiếu cói, thay hoàn toàn chiếu cói. Dùng chiếu cói mà để lâu không mang ra giặt mà nằm dưới cái đệm ấy là nó hay bị ẩm mốc, nhưng các bác dùng dạng chiếu này cho em nhá. Dùng chiếu này là bị không ẩm mốc, giặt thì rất nhanh khô, hoặc là cùng lắm khi nó bẩn ấy mà ta không giặt được, ta dù giặt cái khăn ướt ta lau qua cho em là ổn nhá. Răng khăn ướt lau qua cho em nhá. Và hàng cứ để lại số điện thoại, để lại số điện thoại bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn nhá. Để lại số điện thoại bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn nhá. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại nhà em sẽ có nhân viên gọi điện ạ.